À, sao các bạn đến với buổi học tiếng Anh chuyên ngành Y cùng cô Hà Thu? The lesson today we are going to learn unit 13, administering medication in medical want. Trong bài 13 hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách sử dụng thuốc. Cái từ administering, nó giống như kiểu control, giống như là giving. Tức là chúng ta vừa kiểm soát và chúng ta vừa cho bệnh nhân dùng thuốc. So objective, what are you going to learn? Hợp nào? We are going to learn the ways to administer medication. Bạn dùng cái từ way rất là đúng đấy ạ. Tức là những cái cách thức, đúng không? Những cái cách thức để mình phát thuốc và quản lý cái việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân. We are going to learn the names of different ways to administer medication. Mình sẽ học tên các cái đường sử dụng thuốc khác nhau. Listing option, và mình sẽ biết cách liệt kê các sự lựa chọn. Listing option, liệt kê các sự lựa chọn. Ready? Are ready? Yes. Okay. Now, during preparation and administration, trong lúc mình chuẩn bị và cái lúc mà mình đưa thuốc hay kiểm soát việc dùng thuốc cho bệnh nhân thì mình sẽ phải lưu ý cho cô là follow five right. Mình sẽ phải tuân thủ theo năm cái đúng. Năm cái đúng. Nào, ở đây sẽ là right gì nhỉ? Person. À, patient. Với Việt Nam mình thì mình sẽ gọi là patient. Còn in developed country, với các nước phát triển ấy, thì người ta sẽ gọi patient là client, khách hàng. À, mình sẽ là right client, đúng khách hàng. Đấy. À, thường là chúng ta thấy là khi mà trong trường hợp inpatient department ở cái khoa nội trú á, là hai cái bệnh nhân mà tên giống nhau là người ta không cho nằm cạnh nhau đâu. Đấy, rất là sợ bị wrong, kiểu như make mistake, bị nhầm nhầm bệnh nhân á. Cho nên là mình rất là quan trọng cái việc right client, đúng khách hàng, đưa thuốc đúng bệnh nhân. And next. Right out. Không dùng hour, mình sẽ dùng là right time. Right Right time. Đấy, khi mình nhận thuốc thì người ta sẽ hay nói mình là before meal hoặc là after meal, uống trước hoặc là uống sau ăn chẳng hạn. Thế và thậm chí ví dụ như là one hour hoặc là an hour, đấy, trước hoặc sau ăn nửa tiếng hay một tiếng gì đó, nó chính xác đến right time. Rồi như ví dụ với sleeping pill, với thuốc ngủ chẳng hạn, thì là phải là mấy giờ, hoặc ví dụ như là 8 hour, 8 giờ sau uống thuốc ngủ là để 9 giờ là bệnh nhân đã có thể ngủ được rồi chẳng hạn thế. Right. Right. Okay. Right. Medication. Đúng thuốc. Right medication. Bởi vì thuốc ấy thì nó ví dụ như là cùng là thuốc cảm đúng không? Nhưng có thể là paracetamol, có thể là decongen. Thì tất cả cái thành phần nó giống nhau thôi. Cho nên là cái right medication là miễn là em dùng đúng thuốc cảm là được. Đấy. Right. 15 mg. Thế sẽ là right gì nhỉ? Đúng liều hàm lượng gọi là gì? Liều, liều đây chính là dose. Right dose. Right dose. Đúng liều lượng.
dose. Here. Đường dùng, đúng đường dùng à, Ừ, đúng đường, chính xác, đúng đường dùng. Nó chính là right route. Route. Không thì mình dùng đơn giản là way, way, đúng không? Hoặc là route. Đúng đường dùng. Bình thường em hay cho thuốc em để đặt ở ở trên lưỡi đúng không? Và em uống thì đấy là oral hoặc là by mouth, uống theo đường miệng. Nhưng mà với những cái thuốc ấy mà nó sẽ phân hủy chậm á, nó phải tan, nó phải ngậm, phải tan thì mình sẽ đặt ở dưới lưỡi để cho cái tác dụng của thuốc nó đến với mình, nó thẩm thấu từ từ thì mình lại under the tongue. Đấy ạ, có rất là nhiều cái đường dùng khác nhau thì mình phải quan tâm đến là right route, đúng đường Right. dùng. Yeah. So it is very important to remember five right of medication. Do đó rất là quan trọng là mình phải nhớ được tuân thủ năm cái đúng. Đúng không? À, như là right drug, đúng thuốc, right patient, đúng bệnh nhân, right dose, đúng liều, right route, đúng đường dùng, và right time là đúng giờ. Một trong năm cái này, một trong năm cái này mà nó wrong thì cái thuốc nó sẽ không phát phát huy được hết hiệu quả. Đúng không ạ? Còn nguy hiểm nhất đấy là gì? Wrong patient. Nguy hiểm nhất là mình phát nhầm thuốc cho bệnh nhân. Patient. Sai đối tượng bệnh nhân. Đấy. Đấy, cái Right, đây là cái nguy hiểm nhất. Còn những cái thứ kia thì nó cũng gì? Rất là quan trọng. Đúng không nào? Vậy thì cái route nó chính là way. Thì câu Wait. hỏi trong sách giáo khoa của mình number one là what are some ways to administer medicine? Một số những cái cách để mà kiểm soát thuốc cho bệnh nhân. Route of drug administration có rất là nhiều cái đường. Route of medication administration theo đường miệng. Theo đường miệng nó sẽ là oral, đúng không ạ? By mouth, và viết tắt của nó là PO. Oral này, or by mouth, or PO là theo đường miệng. Next. Ở đây là under the tongue, dưới lưỡi. Thế thì dưới thì nó sẽ là sắc. Ngay tiếp đầu tố là sắc. Và lưỡi thì nó là lingual, lingual. Ở đây nó sẽ là sublingual. Sublingual, nó là đường dưới lưỡi. Đường dưới lưỡi. Ừ. Sublingual. Vâng, ở đây là gì ạ? Ví dụ với những người bị trĩ này, thì người có thể dùng thuốc đặt hậu môn này, đúng không? Rồi một số những người bị bệnh về đường tình dục thì cũng có thể dùng thuốc đặt âm đạo này. Đấy, thì cái thuốc đặt hậu môn ấy thì là sẽ đặt qua trực tràng luôn, đặt sâu vào trong trực tràng luôn. Đấy, thì nó sẽ là rectal, rectal or bi-rectum or PR. Rectal. Rectal, bi-rectum or PR. Đấy là đường đặt trực tràng. À. Đường đặt PA. Vâng, ở đây là mình sẽ để theo đường mũi này. Thuốc nó sẽ vào theo đường mũi. Thì cái tính từ mũi của mình ấy thì nó hai tính từ. Nó là rhinal đúng không? Và một cái từ nữa là nasal. Thế thì theo đường mũi,
Theo đường mũi thì sẽ là transnasal. Transnasal là theo đường mũi. Transnasal. Transnasal, theo đường mũi. Transnasal. À, một số những cái người bị ngạt, bị ngạt á, kiểu không thở được luôn ấy, thì người ta sẽ cấp cứu bằng cách là đặt nội khí quản ấy, đặt nội khí quản ấy, đúng không? Thì mình đã biết cái từ khí quản là trachea, đúng không? Thì mình sẽ dùng là intratracheal. Intratracheal. Theo đường khí quản, tức là mình đặt nội khí quản. Intratracheal. Tiếp là đường hít. Đường hít nó sẽ là inhalational. Inhalational. Theo đường hít. Inhalational. Theo đường hít. Còn đây là bôi tại chỗ. Theo đường bôi tại chỗ. Nó là topical. Topical. Bôi tại chỗ. Topical. Topical. Một cái đường vô cùng phổ biến đấy là injection, theo đường tiêm. À, trước kia mình cứ nghĩ đơn giản tiêm, ok một từ thế là xong, nhưng bây giờ đi sâu mình mới biết là có rất nhiều đường tiêm. Cái này khi mà em muốn biết là bệnh nhân có bị phản ứng thuốc hay không, đúng không, thì em sẽ tiêm trong da. Tiêm trong da. Đấy, và sau em lấy cái bút bi em khoanh ở đây này. Nếu cái vùng này nó kích ứng, sưng nóng, đỏ đau thì tức là thuốc này bị dị ứng. Còn sau đấy mà nếu mà thấy cái da mình vẫn bình thường thì là cái thuốc này ok, có thể tiêm được. Đấy, thế thì gọi đây là transdermal. Transdermal, đấy là tiêm trong da. Transdermal. Transdermal. Đây hình ảnh của cái góc tiêm 45 độ này. Em thấy hình ảnh góc tiêm 45 độ. Đây là tiêm dưới da. Da của mình nó là dermal, đúng không? Ngoài cái gốc dermal ra thì nó còn có gốc cutaneous. Cutaneous cũng là da. Thế thì tiêm dưới da nó sẽ là subcutaneous. Subcutaneous. Subcutaneous, tiêm dưới da. Đây là hình ảnh của góc tiêm 90 độ. Mình tiêm thẳng vào bắp tay đây này, tức là tiêm bắp. Cái bắp, bắp, cái cơ bắp của mình nó là muscle, muscle, đúng không? Thế thì tiêm bắp nó sẽ là intramuscular. Intramuscular, đấy là tiêm bắp. Tiêm bắp. Intramuscular, tiêm bắp. Intramuscular. Intramuscular, tiêm bắp. Tiêm bắp. Intramuscular. Đây là mình tiêm ven, đúng không? Tiêm theo đường tĩnh mạch ấy, tĩnh mạch ấy. Ven là tĩnh mạch, đúng không? Như vậy là tiêm ven thì nó sẽ là intravenous. 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 Tức là tiêm ven.
Intravenous. Thì ở đây bạn lưu ý cho cô này, ở đây có IM, nó là viết tắt của intramuscular này. Còn IV, nó là viết tắt của intravenous. Đây là một cái hình ảnh của các cái đường tiêm. Thì thứ nhất là cái site placement. Đó, đó là cái chỗ tiêm. Đấy, cái thứ hai là angle of insertion, là cái góc tiêm. Thì với cái intradermal, cái tiêm trong da nhé, mình sẽ nghiêng góc 15 độ. Đây, skin của mình đây. Và các bạn thấy đúng là nó chỉ dừng ở chỗ lớp da thôi, intradermal thôi, đúng không nào? Còn đây là subcutaneous tissue, là cái mô ở dưới da. Thì với cái tiêm dưới da, mình sẽ có nghiêng góc 45 hoặc 90 độ. Nhưng ở Việt Nam mình thì toàn tiêm 45 độ thôi, subcutaneous. Còn với tiêm bắp của mình thì sẽ là tiêm thẳng góc 90 độ, intramuscular. Intramuscular thì đây, các bạn sẽ nhìn thấy là qua cái lớp mô dưới da thì sẽ đến muscle, là lớp cơ. Thì mình sẽ tiêm thẳng vào cơ đây, intramuscular. Đấy, tiêm bắp. Other route of medication administration. Vậy thì có những cái đường khác để mình đưa thuốc vào. Đơn giản ở đây là into the ear, đường tai. Into the ear, đường tai, mình nhỏ thuốc vào tai thôi. Đường mắt. Into the eye, into the eye, đường mắt. Không phải the đâu em ơi, cái này là nguyên âm, em đọc là trước. Trước the là nguyên âm thì em đọc là the, đúng không? Into the ear, into the eye. Now, answer question number two. Why must medical professional know different way of administering medicine? Tại sao mà nhân viên y tế lại phải biết những cái đường khác nhau để mà quản lý việc dùng thuốc nhỉ? Bây giờ chỉ cần cho bệnh nhân uống thôi, tại sao mà bác sĩ cần biết tiêm thì làm gì? So, why? For patient receive the best result in Đúng rồi, cũng là dùng thuốc, nhưng mà mình sẽ chọn cái effective ways, cái đường nào mà thuốc nó vào nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất, đúng không? Với cái trường hợp mà mình cần đưa thuốc vào cơ thể và hấp thụ ngay lập tức thì mình sẽ đưa theo cái đường intravenous, là tiêm tĩnh mạch. Nó sẽ hấp thụ nhanh nhất, đúng không? Thế còn với những cái bệnh nhẹ bình thường thì mình sẽ dùng theo đường by mouth, đường uống. Đó. Với trẻ em mà muốn nó hạ sốt chẳng hạn, mình rất sợ cho nó uống by mouth xong nó vomit, nó nôn hết ra, đúng không? Thì mình sẽ đặt là by rectum, cho theo đường trực tràng. Đó. Đấy là chưa kể là gì, em rất là quen với việc cho bệnh nhân uống thuốc, nhưng mà bây giờ thuốc ở trong kho, cái thuốc uống nó hết thì vẫn phải để cho theo đường tiêm. Đấy, nó còn có rất là nhiều yếu tố. They must prepare for any patient and situation. Bởi vì nhân viên y tế thì phải chuẩn bị cho bất cứ một bệnh nhân nào và bất cứ một tình huống nào. Ví dụ để bệnh nhân của mình bị dysphagia. Dysphagia là khó nuốt. Mình không thể cho người ta oral by mouth được, mà sẽ phải để là sublingual, tức là phải đặt ở dưới lưỡi. Người ta khó nuốt thì đặt ở dưới lưỡi và cái thuốc sẽ tan ra rồi là bệnh nhân hấp thụ được. Đó. Situation ở đây, ví dụ bệnh nhân bị unconscious, bệnh nhân bị bất tỉnh thì làm sao mà nuốt được thuốc, đúng không? Đến lúc bây giờ mình sẽ dùng intravenous, sẽ đặt tĩnh mạch thôi, truyền tĩnh mạch thôi.
The preferred route of administration for a medicine may not be available. Cái đường dùng thuốc quen thuộc của mình mà mình rất là thích á, thì thuốc nó lại hết, nó không có sẵn nữa. Knowing different ways to give medicine could help save a patient's life in an emergency. Vậy thì mình biết những cái đường dùng khác nhau ấy thì sẽ đưa thuốc thì sẽ giúp cho bệnh nhân là giữ được cái tính mạng trong cái tình huống cấp cứu. Preferred route of administration for a medicine may not be available. Đấy, cái đường dùng thuốc quen thuộc ấy thì có thể là gì ạ? Cái loại thuốc đấy nó không có sẵn. Knowing different ways to give medicine. Vậy thì mình biết các cái cách, các cái đường dùng thuốc để đưa thuốc thì sẽ could help save a patient life in an emergency, sẽ cứu sống tính mạng của bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu. Cái phần này thì không có trong sách giáo khoa đâu, và đây là cái phần mình mở rộng thôi. Đấy là what are form of medication, đó là cái dạng thuốc, các cái dạng thuốc. Em sẽ thấy nào thì con nhộng này, rồi thuốc viên này, xong lại thuốc nước này, rồi thuốc cái thì tròn, cái thì dẹp. Đấy, nó có rất là nhiều cái form. Đây là viên con nhộng. Con nhộng. Capsule. Capsules. Đó là viên con nhộng. Một đề toán hết đó. Để con làm xong rồi ạ. Còn đây là viên tròn ấy. Cái viên thuốc nó tròn ấy. Nó là pill. Pill là cái thuốc viên tròn này. Còn đây là viên dẹt. Viên dẹt kiểu dạng viên nén ấy. Viên nén ấy. Tablet. Tablet, viên nén, viên dẹt. Còn đây là thuốc mỡ. Thuốc mỡ nó sẽ là ointment. 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 Thuốc mỡ. Còn đây là dưới dạng kem. Cream. Cream. Ở đây là IV drip, tức là cái dạng mà kiểu giọt đấy, giọt để truyền tĩnh mạch á. Còn đây đơn giản chỉ là syrup, siro ấy. Syrup, siro ấy ạ. Đây là để dạng mình nhỏ giọt, giọt. Drop, drop. 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 Đây là dạng xịt. Xịt. Nó sẽ là spray. Spray là xịt.
Còn đây là dạng viên đặt. Viên đặt. Suppository. Suppository. Viên đặt này thì có thể là đặt hậu môn, có thể là đặt âm đạo. Đấy. Viên đặt. Suppository. Inhaler là dạng hít. Inhaler dạng hít. Dung ơi, Dung chỉnh camera nhìn rõ mặt đi Dung. Đây là dạng tiêm. Injection. Injection là dạng tiêm. Đó. Phần này thì cũng không có trong sách đâu. Đây là phần cô mở rộng cho chúng ta thôi. Đấy là medication types. Các cái loại thuốc. Các cái loại thuốc này là những cái loại thuốc thông dụng. Đấy, mình có thể mua được ở hiệu thuốc và cũng có trong đấy là những cái thuốc mà phải kê đơn. Medication types là các loại thuốc. If patient have a pain, nếu bệnh nhân đau thì mình sẽ kê cái gì nhỉ? Painkiller. Painkiller, thuốc giảm đau đúng không? Và tiếng Anh chuyên ngành y thì nó là analgesic. Analgesics. Analgesic. Đấy là thuốc giảm đau nhé. Tiếp đến là antibiotic. Antibiotic là kháng sinh, thuốc kháng sinh. Hai cái loại thuốc này các bạn biết này, với analgesic là thuốc giảm đau thì đấy chính là over the counter medication. Đấy là thuốc bán sẵn tại quầy, không có đơn em cũng mua thoải mái. Nhưng mà với antibiotic, với kháng sinh ấy, thì em phải có prescription, em phải có đơn. Đấy, và người ta sẽ bán theo đơn. Đấy. Anti-inflammatory, thuốc chống viêm. Anti-inflammatory, thuốc chống viêm. Ví dụ như là you have a fall, bạn ngã và cái da của mình bị abrasion, bị chảy xước, nhưng mà nó bị deep ấy, cái chảy xước nó sâu á, nó sâu, kể cả mình đã clean the wound, mình đã làm sạch cái vết thương đấy with antiseptic, với cái thuốc kháng khuẩn rồi, với thuốc khử trùng rồi, nhưng mình vẫn rất là sợ viêm, thì mình sẽ ra hiệu thuốc mình mua cái anti-inflammatory, thuốc chống viêm. Cái thuốc chống viêm này thì nó là over the counter medication, tức là thuốc bán sẵn tại quầy, em có thể mua thoải mái. Anti-inflammatory, thuốc chống viêm. Inflammatory. Ở đây là trường hợp bệnh nhân bị arrhythmia. Ai còn nhớ arrhythmia là bệnh gì không? Irregular heartbeat. Trong bài số 8. Tim đập bất thường. Tim đập bất thường. Đấy. Thì với tim đập bất thường thì mình sẽ uống cái thuốc anti-arrhythmic.
antiarrhythmic. Đấy là thuốc chống tim đập bất thường. Ví dụ với cô chẳng hạn thì cô bị cái tim đập nhanh gọi là tachycardia thì cô cũng phải phải uống. Thế mà đồng thời cô lại bị cả huyết áp cao, nó ở thể nhẹ thôi thì cô sẽ uống cái con co. Thì cái con co đấy nó vừa là thuốc để làm cho cái nhịp tim nó điều hòa và điều hòa cả huyết áp. Đấy. Thế còn nếu chỉ bị nhịp tim thôi thì sẽ uống cái này. Rồi với những cái bệnh nhân bị heart disease, bị bệnh về tim chẳng hạn, thì cái hiện tượng mà blood clot ấy, cái cục máu đông ấy, nó vẫn có thể xảy ra, thì mình sẽ phải uống cái anticoagulant, tức là thuốc chống đông. Anticoagulant, mình sẽ phải uống cái thuốc chống đông. Thì nó sẽ ngăn chặn, prevent blood clot, ngăn chặn cái cục máu đông. Nhưng mà uống cái chống đông này mà đi nhổ răng đấy là người ta không dám nhổ đâu, bởi vì nhổ răng đấy là máu ra, mà lại uống cái thuốc chống đông này là máu nó không cầm được. Cho nên bác sĩ là cũng khuyến cáo cái thuốc chống đông này trong cái điều trị răng miệng này. Đấy. Antidepressant, thuốc chống trầm cảm. Đấy. Cái trầm cảm thì nó là depression. Depression là một cái bệnh trầm cảm, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ uống cái antidepressant, tức là cái thuốc chống trầm cảm. Antidepressant. Trầm cảm thì bệnh nhân sẽ ở thể trạng rất là kiểu sad này, buồn này, lonely này, cô đơn này, depressed, thậm chí là tuyệt vọng. Thì khi mà bạn uống cái thuốc chống trầm cảm thì nó sẽ changing mood, nó sẽ thay đổi tâm trạng, nó stimulate, nó kích hoạt mình, cho mình phấn chấn, mình hưng phấn, mình vui vẻ lên. Với những người bị allergy, với những người bị dị ứng thì mình sẽ uống antihistamine. Allergy. Antihistamine, thuốc này để chống allergy, để chống dị ứng. Antihistamine, thuốc chống dị ứng. À, như vừa rồi cô nói với các bạn đấy, cô bị huyết áp như cao nhưng mà ở thể nhẹ, thì cái huyết áp cao là hypertension, đúng không? Hypertension là huyết áp cao. Thế thì cái thuốc để mà chống lại huyết áp cao nó sẽ là antihypertensive. Antihypertensive. Nó sẽ làm lower blood pressure, nó sẽ làm hạ huyết áp xuống. Rồi, có những người thì bí tiểu, tiểu rắt, đúng không? Thì mình sẽ phải dùng cái thuốc lợi tiểu. Diuretic. Diuretic là thuốc lợi tiểu. Khi uống cái lợi tiểu này thì nó sẽ kích thích để mình pass water more often, mình sẽ đi tiểu nhiều lên và cái lượng nước tiểu nó cũng nhiều theo. Đó. Diuretic, thuốc lợi tiểu. Hypoglycemic. Yeah. Đây là hạ đường huyết, đúng không? Thuốc hạ đường huyết. Hãy
Hypoglycemia là cái bệnh hạ đường huyết, thì mình sẽ có thuốc để chống cái hạ đường huyết, đấy là hypoglycemic, cái thuốc để chống hạ đường huyết. Glycemic. Glycemic. Thuốc hạ đường huyết, hypoglycemic, thuốc hạ đường huyết. Okay. Thuốc hạ đường huyết. Rồi có những người tham gia vào quá trình cấy ghép nội tạng. Các bạn biết cấy ghép nội tạng thì nó có cái nguy cơ bị rejection là cái thải ghép. Đấy, thì mình sẽ phải uống cái immunosuppressive drug, tức là cái tăng cường miễn dịch. Đúng. Immunosuppressive là tăng cường miễn dịch. Khi mà tăng cường miễn dịch thì nó sẽ giúp mình chống cái thải ghép. To prevent supporting Immunosuppressive. from visiting. Với constipation, với táo bón thì sẽ dùng thuốc gì đấy? Tràng. Nhuận tràng là laxative. Laxative, thuốc nhuận tràng. Uống cái thuốc vào này nó sẽ increase bowel movement, nó sẽ tăng cái hoạt động của nhu động ruột và sẽ pass stool easily, làm cho mình đi ngoài dễ dàng. Laxative, thuốc nhuận tràng. Nó giúp tăng nhu động ruột. Chữa táo Next. bón. Laxative. Với người anxiety, với người bị lo âu, với người bị lo âu thì sẽ dùng thuốc chống lo âu, đúng không ạ? Đó là thuốc an thần, sedatives. Sedatives, nó là thuốc an thần. Cái thuốc an thần này thì nó làm mình tránh lo âu và đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Sốt, fever, thì người ta sẽ phải dùng hạ sốt, antipyretic. Antipyretic nó chính là over the counter medication. Đây là thuốc bán sẵn tại quầy đấy. Antipyretic, thuốc hạ sốt. Rồi có những trường hợp là sẽ bị ngộ độc, đúng không? Thì nó sẽ có thuốc chống độc. Antidote. 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 Thuốc chống độc. Bây giờ thì mình rất thích uống thuốc bổ. Thì cái thuốc bổ đấy nó là tonic, tonic thuốc bổ. Đấy, và bây giờ thì mình hay gọi là thực phẩm chức năng á. Supplement, supplement, thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng thì nó sẽ hay bổ sung các loại vitamin cho mình á. Vitamin, supplement, thực phẩm chức năng à, cung cấp vitamin. Đấy. Vậy là cô vừa giới thiệu cho chúng ta xong à, cái phần các cái type of medication, các cái loại thuốc.
Và phần này cũng là phần mở rộng. Giờ thì chúng ta sẽ vào bài số 13, Administering Medication, và sẽ đến với phần học từ vựng. Vâng, đây là rash, đúng không? Rash là cái ban ấy. Thì đây là bệnh nhân là complain of a rash. Mình sẽ dịch như nào nhỉ? Complain of a rash. Khai bệnh là bị phát ban. Complain of là khai bệnh. Complain of a rash, khai bệnh là bị phát ban. Tiếp là topical ointment, thuốc mỡ bôi tại chỗ. Topical ointment, thuốc mỡ bôi tại chỗ. Administer or apply to the affected area. Phần này mình sẽ dịch như thế nào? Bệnh nhân complain of a rash, bệnh nhân khai bệnh là bị phát ban, thì mình kê cái topical ointment, mình kê cái thuốc mỡ bôi tại chỗ. Sau đó thì bệnh nhân sẽ apply to the affected area, tức là bệnh nhân sẽ bôi. Apply ở đây chính là bôi. Administer cũng vậy, bôi, bôi vào đâu? Bôi vào affected area, bôi vào cái vùng bị nhiễm. Chỗ nào rash, chỗ nào phát ban thì mình bôi. He admitted to the hospital with something, tức là được nhập viện với cái lý do gì đó. To the hospital with something. Yeah. Be admitted to the hospital with something. Bây giờ thì COVID-19 chẳng hạn, đúng không? Để được nhập viện là bị COVID-19. Be admitted to the hospital with COVID-19. Đây là hiện tượng gì nào? Mất nước, dehydration. Dehydration. Mất nước. Mất nước. Dehydration, mất nước. Breathing trouble. Khó thở. Breathing trouble thì nó cũng giống như là difficulty breathing. Khó thở. Breathing trouble là có vấn đề về thở, có nghĩa là difficulty breathing, khó thở. Doses of steroid, liều dùng thuốc steroid. Route of administration, đường dùng thuốc. Route of administration, đường dùng thuốc. Ví dụ ở đây là đường intramuscular injection, ví dụ đây là đường tiêm bắp chẳng hạn.
mình có thể tiêm vào mông đúng không? Bắt tấc mình có thể tiêm vào bắp tay, bắp đùi. Food administration. Persistent illness bệnh dai dẳng. Persistent illness bệnh dai dẳng. Illness. Bạn nhìn thấy sưng nóng đỏ đau, đây là infection, nhiễm trùng. Infection. Infection, nhiễm trùng. Infection. À, khi dùng thuốc ấy thì không may nó sẽ gặp những cái biến chứng. Thì cái biến chứng đó là complication. Complication. Complication là biến chứng. Complication là biến chứng. Complication. Subcutaneous injection là tiêm dưới da. Subcutaneous injection, tiêm dưới da. Rectum, theo đường trực tràng. Rectum, theo đường trực tràng hay còn gọi là PR. Vui nhất là khi được be discharged, xuất viện. Be discharged, được xuất viện. PO or by mouth. Xuất viện rồi thì vẫn kê đơn thuốc cho bệnh nhân về nhà uống đúng không? Uống theo đường miệng. PO or by mouth. Với bệnh nhân thì swallow, nuốt. Swallow là nuốt. Absorb, hấp thụ. Absorb, hấp thụ. Dù bệnh nhân mà khó nuốt thì mình sẽ kê cái thuốc đặt ở dưới lưỡi, sublingual này, thì nó sẽ absorb, nó sẽ hấp thụ từ từ. Sublingually, dưới lưỡi. Sublingually, dưới lưỡi, thì nó sẽ absorb, nó sẽ hấp thụ từ từ. Giờ thì cô sẽ cho lớp mình nghe băng nhé. Các bạn mở sách giáo khoa ra đi nào. À, chúng ta đối chiếu sách giáo khoa với cái phần nghe này và ghi những cái ký tự phiên âm khó vào để phát âm cho đúng nhé. 13. Administering medication. Exercise 5, page 29. Patient, Catherine Gates. Medical history. Medications. 0512. Ms. Gates came in complaining of a rash. She received a topical ointment to administer to the affected area. 0517. Ms. Gates was admitted to the hospital with serious dehydration and breathing trouble. She was given fluids through an IV. She was also given a 200 milligram dosage of steroids. The route of administration was an intramuscular injection, IM. 0519. Ms. Gates' persistent illness has been caused by an infection.
serious complications have arisen. Antibiotics are being given through subcutaneous injections and PR. 0526. Ms. Gates was discharged today. Her physician prescribed antibiotic pills to be taken for 2 weeks. These should be taken PO and can be swallowed or absorbed sublingually. Lessons again once more time. Unit 13, Administering Medication, Exercise 5, page 29. Patient, Catherine Gates. Medical History. Medications. 0512. Ms. Gates came in complaining of a rash. She received a topical ointment to administer to the affected area. 0517. Ms. Gates was admitted to the hospital with serious dehydration and breathing trouble. She was given fluids through an IV. She was also given a 200 milligram dosage of steroids. The route of administration was an intramuscular injection, IM. 0519. Ms. Gates' persistent illness has been caused by an infection. Serious complications have arisen. Antibiotics are being given through subcutaneous injections and PR. 0526. Ms. Gates was discharged today. Her physician prescribed antibiotic pills to be taken for 2 weeks. These should be taken PO and can be swallowed or absorbed sublingually. Now look at the screen. Chúng ta nhìn lên trên màn hình cho cô nhé. What is the patient name? Catherine Gates. Catherine Gates. Here is a medical history. Và đây là cái bệnh sử của bệnh nhân. Và người ta tập trung vào cái medication và cái bệnh sử dụng thuốc của bệnh nhân. Ở trong cái phần bệnh án của bệnh nhân thì mình có ghi rất là đầy đủ những cái thuốc mà bệnh nhân đã dùng trong thời kỳ nhập viện và sau khi xuất viện thì dùng cái gì. Mình có ghi trong bệnh sử. Nào cô mời bạn Mai Anh đọc cho cô này. 0512 Miss Gate. Em ơi, nhìn vào màn hình. Miss Gate came in. Miss Gate. À đúng rồi, em nói 05 đúng rồi đấy ạ. 0512 Miss Gate came in complaining of a rash. 0512. Không nói là 0512 mà ngày 12 tháng 5. Ngày 12 tháng 5, cô Gates có khai bệnh rằng là có vết rát. Không phải vết xước, không phải vết xước. Rash, đây là phát ban. Cô Gates có đến và khai bệnh là bị phát ban. Không. Tiếp đi Mai Anh. She received a topical ointment to administer to the affected area. Cô ấy nhận được thuốc bôi tại mỡ. Chỗ. Topical ointment, thuốc mỡ bôi tại chỗ. Bôi tại chỗ để có thể bôi ở chỗ bị ảnh hưởng. Bị nhiễm. Đúng không? Bị ảnh hưởng. Cô ấy đã nhận được thuốc bôi tại chỗ để bôi vào cái vùng bị ảnh hưởng. Mời bạn Hợp nào. 0517. Miss West was admitted to the hospital with serious dehydration and breathing trouble. Ngày 17 tháng 5 thì cô West đã được nhập viện với bị mất nước và khó thở nặng. Yeah.
Ngày 17 tháng 5, cô Gates đã được nhập viện vì bị mất nước nặng và khó thở. Tiếp đi em. She was given food through an IV. Cô ấy đã được tức là đưa dịch vào qua đường tĩnh mạch. Cô ấy được truyền dịch qua đường tĩnh mạch. She was also given a 200 mg dose of steroids. Cô ấy cũng được cho liều 200 cái liều 200 mg steroids. Nào, cô mời bạn là Trịnh Gia My nào. The rule of administration was an intramuscular injection. Nào, khoan đã My ơi, ở đây trong băng người ta đọc đây là route. The route of administration was an intramuscular injection. Đường dùng thuốc là được tiêm qua cái bắp, cơ bắp là tiêm bắp, cơ bắp là tiêm bắp. Mi dịch tiếp đi. Zeto 05719 Miss Gates persistent islet has been caused by an infection. Cô Gates này bị đau bệnh dai dẳng bởi vì cái nguyên nhân của nó là bị ảnh hưởng đau. Infection là gì? Nhiễm trùng. Vâng, em sẽ dịch ở đây từ chủ ngữ là illness này. Cái bệnh dai dẳng của cô Gates has been caused. Có nguyên nhân là bởi gì? Bị nhiễm infection là bởi nhiễm trùng. Em dịch tiếp nào, đọc và dịch tiếp nào. Serious complication have arisen. Cái này, bệnh này rất là nghiêm trọng, là có ngày càng gia tăng. Complication là biến chứng, các biến chứng các nghiêm biến trọng chứng ngày càng tăng. Nào, cô mời bạn Dung nào. Dung chỉnh camera đi em. Antibiotics are being given through subcutaneous injection, MPI. Kháng sinh được sử dụng để tiêm dưới da. Và MPI mấy đường trực tràng kháng sinh thì được đưa qua đường tiêm dưới da và đặt trực tràng. Tiếp đi Dung. 0526 Miss West were discharged today, ngày 26 tháng 5, thì cô Gates được hôm nay được ra viện, xuất viện. Her physician prescribed antibiotic pills to be taken for 2 weeks. Dung ơi, dừng lại đã nào. Physician. Prescribe. Bác sĩ của nào, khoan. Dung. Prescribe.
Antibiotic. Antibiotic. Ok, nào. Bác sĩ của Translate. Cô kê, tiếp tục kê thuốc kháng sinh để sử dụng trong 2 tuần. Bác sĩ của cô ấy đã kê thuốc viên kháng sinh để được sử dụng trong vòng 2 tuần. Nào, mời bạn Mai Anh nào. This should be taken PO and can be swallowed or absorbed sublingually. Thì cái này nó có thể tiêu thụ bằng qua đường miệng hoặc là nuốt hoặc là được hấp thụ dưới miệng. Dưới lưỡi. Sublingually là dưới lưỡi. This ở đây chính là cái antibiotic pills, những cái thuốc viên kháng sinh này thì sẽ được dùng theo đường miệng hoặc có thể được nuốt này, và có thể được nuốt hoặc là được hấp thụ theo đường dưới lưỡi. À, cái phần bài này thì câu hỏi không có trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ mình thử xem có còn nhớ để trả lời cô không. What did Miss Gates receive for her rash? Cô Gates nhận được cái gì để điều trị phát ban? She received topical ointment. Topical ointment. Yeah, she received a topical ointment to apply to the affected area. Yeah, topical ointment, thuốc mỡ bôi dưới da. What caused Miss Gates illness? Cái điều gì gây ra cái bệnh của cô Gates? An infection, nhiễm trùng. How long should Miss Gates take antibiotic? Cô ghét dùng kháng sinh trong vòng bao lâu? Nên dùng kháng sinh trong vòng bao lâu? For two weeks. Trong vòng 2 tuần. Now, do exercise in your book. Bây giờ các bạn làm bài tập trong sách giáo khoa cho cô. Exercise 2, 3, 4, 5. Bài 2, 3, 4, 5. Rồi. Bạn nào xung phong chữa bài này cho cô? Mai Anh nhé. Nào, number one. False. Miss Gates was given food through an intramuscular injection. Yeah. Number two, false. Number three, true. Okay, so number one, foam. So what was Miss Gates given? Miss Gates given through an IV intra. Through an IV. Intravenous. Đã IV rồi thì không thể intramuscular được nữa. IV của nó là intravenous rồi, đúng không? Ở đây là Miss Gates was given fluid through intravenous injection. And number two. Two false because Miss Gates taken the Antibiotic by mouth. When she was discharged. Tức là khi xuất viện thì mới được nhận kháng sinh. Antibiotic pill by mouth. Yeah. And number three, true. Và cái thuốc kháng sinh này thì có thể được hấp được dùng theo đường dưới lưỡi. Bây giờ chúng ta sang exercise 3, bài số 3 về definition, về định nghĩa từ nhé. Vậy thì cái topical sẽ là gì? Bạn là Dung giơ tay nào, chữa cho cô nào.
topical apply to a certain part of the surface of the body. Ở đây là bôi tại chỗ đúng không ạ? Topical là tại chỗ, tức là bôi ở một cái phần nào đó của cái bề mặt của cơ thể. Tiếp sublingual. Sublingual C. Sublingual given beneath the tongue. The tongue. Yeah. Sublingual. Yeah. Đường dưới lưỡi là được đặt ở dưới lưỡi. Subcutaneous. Subcutaneous injected into the fatty layer under the skin with a syringe. Đường dưới da là tiêm vào cái lớp mỡ ở dưới da bằng kim tiêm. Yeah. Bia taken through the rectum. Bia đây là viết tắt của bi-rectum, đúng không? Yeah. Đây là được đặt qua đường trực tràng. IV injection into a vein using a syringe, often over a long period of time. Truyền tĩnh mạch là cái đường tiêm ở bên trong ven sử dụng kim tiêm, thường xuyên là trong một khoảng thời gian dài. Thời gian dài. Peel taken orally or through the mouth. Peel đường uống là sử dụng đường miệng hoặc là qua đường miệng. Yeah. PO là viết tắt của by mouth, tức là được uống theo đường miệng, đi qua đường miệng. Exercise 4, cô mời bạn Trịnh Gia My nào. Em đọc cả câu nhé, cùng với từ được điền. Number 1. Bật mic lên em ơi. My đã làm bài này chưa? Em chưa có sách ạ. Em chưa in. Trời đất. Rồi, bạn làm, Mai Anh làm cho cô nào. It's the root of administration for this medicine, sublingual or PO. Cái này em đọc là route. To please get me a syringe so I can give this intramuscular injection. How should we administer Mr. Smith medicine for this patient? The correct dosage is 200 milligrams per day. Now translate into Vietnamese from number one. Có phải là cái cách uống của cái thuốc này là dưới miệng hoặc là bằng tà dưới lưỡi hoặc là qua đường miệng không? Chính xác. Và làm ơn lấy cho tôi cái kim tiêm để tôi có thể tiêm tiêm bắp. Chính xác. Three. Chúng ta cần đưa cho
chúng ta thuốc của ông Smith. No. How should we administer Mr. Smith's medicine? Chúng ta nên đưa thuốc của ông Smith theo cách nào? Theo cách nào? Tức là cho ông ấy dùng cái đường nào, đường dùng thuốc là đường nào? Number four. Đối với bệnh nhân này thì cái liều lượng đúng là 200 mg trong một ngày. Good. Em dịch rất là tốt và làm bài thì điền đáp án rất là đúng. Exercise 5. How did Miss Gates receive medicine? Cô Gates đã nhận thuốc như thế nào? Tức là mình sẽ phải nhớ lại cái hành trình dùng thuốc của cô Gates từ cái lúc nhập viện đến lúc xuất viện. Có ai nhớ? Hợp. Miss Gates receive medicine topical ointment. Đầu tiên là sẽ nhận cái topical ointment to apply the rash để mà bôi vào chỗ phát ban, đúng không ạ? Tiếp theo. It was given fruit to IV. Trong đó thì là được truyền tĩnh mạch này. Đến nữa. Given 200 mg dose of steroid by IM. Sau đó là dùng steroid theo đường intramuscular injection. Lúc xuất viện thì sao? She has given 2 subcutaneous injection and PR and perrectum. Trong thời gian nằm viện thì còn dùng perrectum đúng không? Hoặc là subcutaneous injection, dùng antibiotic. When she was discharged, she taken antibiotic pin by PO or sublingual. Yeah, when she was discharged from hospital, she received antibiotic pill by mouth or sublingual. Còn khi xuất viện thì sẽ dùng viên kháng sinh theo đường miệng hoặc là đường dưới lưỡi for 2 weeks, trong vòng 2 tuần. Good. Vâng. Mình sẽ có câu mở đầu như sau. Miss Gates received medicine in several different ways. Cô Gates đã nhận thuốc theo nhiều đường dùng thuốc, theo một vài đường dùng thuốc khác nhau. First, she received a topical ointment to treat rash. Đầu tiên là cô được nhận thuốc mỡ bôi tại chỗ để điều trị cái phát ban này. Later, she needed more serious medicine through an IV and intramuscular injection. Sau đó thì cô ấy cần những cái thuốc nặng hơn để tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp. When she was distressed, she received antibiotic pill to be taken by mouth or sublingually. Khi được xuất viện thì cô ấy sẽ nhận viên thuốc kháng sinh theo đường miệng hoặc là theo đường dưới lưỡi. Chúng ta vừa hoàn thành cái mục tiêu đầu tiên của bài, đó là learn name of different ways to administer medication. Mình đã thuộc tên các đường dùng thuốc. Bây giờ chúng ta đến với mục tiêu thứ hai, đó là listing option, tức là mình liệt kê các cái sự lựa chọn. Multiple way to treat the same injury or illness. Có rất là nhiều cách khác nhau để điều trị cùng một cái loại bị thương hay là cùng một loại bệnh.
You have a few options. Và mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân là bạn có một số sự lựa chọn. A few options. You may choose to or bạn có thể lựa chọn làm cái gì đó. Đấy. To take medication by mouth or sublingually. Bạn có thể uống, nhận thuốc theo đường uống, theo đường miệng ấy, hoặc là đặt ở dưới lưỡi. It can be done by or by. It can be done by injection or by rectum. Nó có thể được đặt, có thể được tiêm hoặc là được đặt theo đường trực tràng chẳng hạn. Some methods are, một số phương pháp là có thể là injection, có thể là tiêm, có thể là taking by mouth, có thể là theo đường uống. Now offer option to treat this ailment. Bây giờ mình sẽ đưa ra những lựa chọn để điều trị những cái bệnh dưới đây nhé. A headache. Vừa rồi thì mình đã học cái type of medication, các cái loại thuốc rồi. Cho nên bây giờ áp dụng cái phần listing option là chúng ta nói nè. Hợp. Headache, you have a you might to painkiller. Thuốc giảm đau vừa nãy học rồi. Đơn giản thì em dùng painkiller, còn nếu mà muốn dùng tiếng Anh chuyên ngành y thì em dùng từ analgesic, đúng không? Tức là you may have a few options, bạn có vài sự lựa chọn này. You may choose to take painkiller or analgesic. A cold. Mai Anh nào. You may take Vừa nãy mình có học thuốc giảm đau, mình có học thuốc hạ sốt. Thì bây giờ em cho hai cái lựa chọn này đi nào. Hoặc là thuốc chống viêm. Đấy. Hoặc là thuốc chống dị ứng. Đấy là mấy cái mà hay điều trị cảm đấy. You may have anti-inflammatory or antihistamine. Yeah. You may have anti-inflammatory or antihistamine. Yeah. A broken arm. Dung đi đâu rồi? Hợp nào. Gãy tay thì đương nhiên là đau rồi. You may choose to take Analgesic này, thuốc chống viêm nữa. Anti-inflammation. Anti-inflammatory. Inflammatory. Cân allergy, Mai Anh nào. You may take antihistamine. You may take antihistamine by mouth. Bạn có thể dùng antihistamine theo đường uống, theo đường miệng. An ear infection. Hợp. You may choose into ear.
Into đấy là đường đường dùng thuốc, còn bây giờ dùng loại thuốc nào thì phải dùng gì? Với infection thì Anti-inflammatory anti-inflammatory anti and kháng sinh, kháng sinh antibiotic. antibiotics. Upset stomach, bụng khó chịu. Trịnh Gia My. Nào, hợp ân set stomach, nếu mà bụng khó chịu thì dùng cái gì đây? Medication by mouth. Có thể dùng thuốc theo đường miệng. Đúng không? Còn nếu như mà kèm theo là constipation, nếu mà kèm theo táo bón thì có thể dùng laxative. A sprained ankle, bong gân mắt cá chân. Mai Anh. You may take analgesic, thuốc giảm đau này. Anti-inflammatory. An anti-inflammatory và thuốc chống viêm. Food poisoning, ngộ độc thực phẩm. Và đấy mình có cái thuốc chống độc ấy. Antidote, đúng không? You may take antidote, thuốc chống độc. Bronchitis, viêm phế quản. Anti-inflammatory. You may take anti-inflammatory and inflammatory. Kháng sinh. Antibiotic. Bơm bỏng. Cheese open. Is topical ointment. Topical ointment. Thuốc mỡ bôi tại chỗ này. Rồi anti-inflammatory, thuốc chống viêm. Đúng không? Inflammatory. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần listening nha. Em mở sách giáo khoa, bài nghe, bài số 6 và bài số 7. Listen to the recording, you will listen twice. Ở đây chúng ta chỉ được nghe hai lần thôi các em nhé. Hết sức tập trung cho cô. This is 6 and 7, page 29. Cindy, let's review these patients' meds before I head out. Sure thing, doctor. Miss Fulton should receive 150 milligrams of antibiotics twice daily. Should that be administered PO or through an injection? An IM would work better. Second, Mr. Brown can have aspirin if he asks for it, but not more than 600 milligrams per day. Okay. He'll want to take that sublingually, right? Yes, he can't chew tablets. Got it. Thanks, doctor. Have a good night. Do exercise. Bây cô dành thời gian cho các bạn điền exercise 6 and exercise 7. Now, listen again. Phần nghe thứ hai thì cẩn thận hơn nhé. Cố gắng là làm hết được bài tập nha. Exercises 6 and 7, page 29. Cindy, let's review these patients' meds before I head out. Sure thing, doctor. Miss Fulton should receive 150 milligrams of antibiotics twice daily. Should that be administered PO or through an injection? An IM would work better. Second, Mr. Brown can have aspirin if he asks for it, but not more than 600 milligrams per day. Okay. He'll want to take that sublingually, right? Yes, he can't chew tablets. Got it. Thanks, doctor.
Have a good night. Chúng ta thực ra để điền bài số 7, điền từ vào chỗ trống nhé. Cô sẽ đặt câu hỏi phần nghe, phần này không có trang sách giáo khoa nhé. Mình sẽ các bạn có trả lời được không? How often should Miss Fulton receive antibiotics? Cô Fulton nhận thuốc kháng sinh thường xuyên như thế nào? Nên nhận thuốc kháng sinh thường xuyên như thế nào? Có ai trả lời được không? Twice a day. Yeah, she should receive antibiotics twice daily. Hoặc như Mai Anh nói là ở đây đúng. How should Miss Fulton antibiotic be administered? Thuốc kháng sinh của cô Fulton nên được uống như thế nào? B.O. Through an injection. Should be administered IM. IM ở đây là intramuscular, theo đường tiêm bắp. When can Mr. Brown have aspirin? Bây giờ chúng ta đến với bệnh nhân thứ hai có tên là Brown. Khi nào thì ông Brown có thể dùng thuốc aspirin? When? He can have aspirin if he asks for it. Ông ấy có được dùng, có thể dùng aspirin nếu ông ấy yêu cầu. Tức là đau thì mới uống, đấy là painkiller mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ được cô chia sẻ cái slide về phần bài nghe. Now, exercise 6, bài số 6. What are the speaker mainly talking about? Những người này chủ yếu đang nói về cái gì ạ? Differences between antibiotic and aspirin. Những cái sự khác nhau giữa thuốc kháng sinh và thuốc aspirin. How to perform an intramuscular injection. Tiến hành tiêm bắp như thế nào? A mistake in route of administration, nhầm lẫn trong những cái đường dùng thuốc. What medication to give to two patients? Những cái thuốc nào được cho hai bệnh nhân? Đáp án chúng ta là gì ạ? Đi. Dung. Đáp án là đi. Dung ơi, chỉnh mic, Dung chỉnh cho cô cái cam đi. Cứ... Rồi. Em đang phải vừa sạc điện thoại vừa dùng quá, nó bị hết pin. Rồi, đáp án đây number one sẽ là gì? Đi. Đi. Ở đây mình có hai bệnh nhân, đúng không? Bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam. Why should Mr. Brown be given aspirin sublingually? Tại sao ông Brown nên được dùng thuốc aspirin theo đường dưới lưỡi? He can only have 600 milligram per day. Ông ấy chỉ được dùng 600 milligram mỗi ngày. He does not like to swallow pills. Ông ấy không thích nuốt các cái viên thuốc. He is afraid of getting injection. Ông ấy sợ tiêm. Và cuối cùng, he is unable to chew tablet bởi vì ông ấy không thể nhai thuốc. Đi. Đáp án câu số 2. Đi. Đi. She is unable to chew tablet bởi vì anh ấy không thể nhai các cái viên thuốc. Rồi chúng ta đến với bài điền từ. Ở đây thì vừa đọc hội thoại và vừa điền từ vào chỗ trống. Mời bạn Hợp và bạn Mai Anh đọc to lên cho cô nào. Cindy, let's review this patient met her before
Before I head down. Sure thing, doctor. Miss Fulton should receive 150 milligrams of antibiotic twice daily. Should that be administered PO or through an injection? An IM would work better. Second, Mr. Brown can have an aspirin if he asks for it, but not more than 600 milligrams per day. Okay, he will want to take that sublingually, right? Yes, he can choose tablet. Got it. Thanks, doctor. Have a good night. Ok, nào Dung và Trịnh Gia My dịch cho cô đoạn hội thoại này nào. Cindy, hãy xem cách Cindy, hãy xem xét những cái thuốc của các bệnh nhân này. Của những bệnh nhân này trước khi tôi đi khỏi đây. Before I head down, trước khi tôi đi khỏi đây. Bác sĩ chắc chắn cái điều đó. Phải không bác sĩ? Sure thing, doctor. Vâng, thưa bác sĩ. Cô Fulton nên được nhận 150 mg kháng sinh trong 2 ngày. No, twice daily. Hai lần một ngày. Đúng rồi. Này lên admit chi được qua đường uống nên được dùng theo đường miệng hay là đường tiêm? Đường tiêm bắp thì tốt hơn. Sau đó thứ nữa là ông Brown thì có thể sử dụng aspirin nếu như ông ấy yêu cầu. Nhưng mà không quá 600 mg một ngày. Ok. Anh ấy muốn dùng thuốc dưới lưỡi được không? Được. Ông ấy không thể nhai thuốc mà. Ok. Cảm ơn bác sĩ. Chúc một buổi tối vui vẻ. Rồi. Hai bạn dịch rất là tốt. Như vậy là hôm nay thì chúng ta đã kết thúc cái bài học về cách sử dụng thuốc. Ở đây cô đã hướng dẫn rất là kỹ về các cái đường dùng thuốc, các cái loại thuốc và các cái dạng thuốc, đúng không ạ? Và chúng ta đã biết cách theo dõi một cái bệnh án của bệnh nhân trong quá trình nhập viện thì đã sử dụng những loại thuốc gì và sau khi xuất viện thì tiếp tục điều trị thuốc như thế nào. Đấy, thì buổi sau là ngày mai thì mình sẽ học bài số 9 của cuốn Medical 2 với tên gọi là Symptom, là triệu chứng. Qua cái bài này thì các em sẽ được thuộc tất cả những cái triệu chứng mà bệnh nhân có thể mắc phải. Đây là một bài hết sức quan trọng. Cho nên là chúng ta nhớ là đi học đầy đủ. Và cô cũng sẽ quay YouTube cái bài này để về sau cho các em xem lại, cũng như là bài học hôm nay. Have you got any question? Các bạn có câu hỏi gì không? Không, cảm ơn cô nhiều. Ok, nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta có thể dừng buổi học ở đây. Rất là cảm ơn lần này thì các bạn đã chủ động tha tim. Vâng. Và hôm nay là cuối tuần rồi đúng không ạ? Ngày mai thứ bảy nhưng mà chúng ta vẫn học nha. Chúng ta học. Vâng, cảm ơn bạn Hợp đã tung hoa, cảm ơn các bạn đã thả tim cho cô trong buổi học ngày này.
Vâng, ngày mai My đi thi thì cố gắng thi thật tốt nha em nhé. 17 cơ cô ạ. À 17 mới thi thì à, thi vẫn có thời gian. Thì cố gắng là học đều nhé. Vâng ạ. Cố gắng học đều rồi. Có những buổi sau à, thì chủ đề gì nữa? Đấy, buổi sau là bài số 9 là về symptom, là về triệu chứng đấy. Đấy, nhưng mà cô mở rộng hơn trong sách giáo khoa nhiều, mình sẽ học cả những cái gì gọi là triệu chứng. Sẽ có cái bảng từ để các em học được tất cả những cái gì gọi là triệu chứng ở trong y. Đấy. Nên chúng ta dừng ở đây nhé. That's all for today. Thank you for your attention. Have a nice weekend. Good night. Chào các em nhé. Chào cô ạ. Bye bye. Chào cô ạ.